vị, nhu cầu sử dụng đồ gia dụng cao cấp đang ngày càng tăng cao. Đồ gia dụng nhỏ gọn, thông minh, mang tới các giải pháp tiện ích và hiệu quả cho cuộc sống. Trong chuyên mục Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một thương hiệu sản xuất và phân phối đồ gia dụng nổi tiếng và an toàn. Là một nhân viên văn phòng, mặc dù công việc bận rộn nhưng chị Trần Mỹ Hoa cũng không xem nhẹ việc ăn uống. Chị Hoa cũng là người rất coi trọng vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi ngày đi làm, chị thường tự chuẩn bị cơm trưa để mang đi. Do tính chất công việc của mình khá là bận rộn nên hầu hết thời gian của mình ở trên công ty, thường thì mình sẽ mang cơm đi làm. Trước đây thì mình cũng có sử dụng một số sản phẩm của những hãng khác nhau. Tuy nhiên thì những sản phẩm đó chưa đáp ứng được cái nhu cầu về chất liệu, mẫu mã cũng như kiểu dáng. Sau khi được sự giới thiệu bạn bè thì mình biết đến thương hiệu Lock & Lock, là một thương hiệu khá nổi tiếng và có uy tín trên thị trường. Mẫu mã thiết kế đa dạng, tiện lợi. Số chất liệu sản phẩm thì được làm từ nhựa PP thì rất là an toàn cho sức khỏe, cho nên mình cũng rất là yên tâm. Nắm bắt được tâm lý xem trọng sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng, Lock & Lock đã cung cấp ra thị trường 5 dòng sản phẩm chính gồm đồ điện gia dụng, đồ dùng nhà bếp, hộp và đồ bảo quản, đồ dùng du lịch, bình giữ nhiệt và bình nước. Thành lập từ năm 1978 và đặt trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc, Lock & Lock được biết đến như nhà tiên phong đưa ra khái niệm mới trong lĩnh vực sản xuất hộp đựng thức ăn 4 khóa cạnh. Sau những nỗ lực và cố gắng, sản phẩm của Lock & Lock đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, tiêu biểu như top 100 sản phẩm dịch vụ tin và dùng trong 7 năm liên tiếp từ 2012 đến 2018, trong đó lọt top 10 từ năm 2016 đến năm 2018. Thương hiệu mạnh Hàn Quốc 15 năm liên tiếp từ 2004 đến 2018 và chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và 14001 cho quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, thương hiệu Lock & Lock của Hàn Quốc đã tìm được chỗ đứng vững chắc tại thị trường Việt Nam. Đến nay, Lock & Lock đã có hơn 40 cửa hàng trên khắp cả nước. Bên cạnh đó còn có 3 nhà máy sản xuất thủy tinh, nhựa và đồ dùng nhà bếp ở Vũng Tàu. Chiến lược của Lock & Lock là xây dựng hình ảnh một thương hiệu cao cấp. Vào thời điểm đó, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam và mức độ nhận thức của người dân tăng lên. Nhận thức về sản phẩm có thương hiệu cũng tăng lên. Lock & Lock đã quan tâm đến thực trạng này, làm thay đổi quan niệm đồ làm từ nhựa là rẻ và muốn phát triển Lock & Lock như một thương hiệu đồ gia dụng cao cấp. Ngoài hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh, công ty đã mở rộng thị trường đến các thành phố khác và mở các cửa hàng bán lẻ lớn ở Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang và Cần Thơ. Vào tháng 7 năm ngoái, tòa nhà cao nhất Việt Nam Vincom Center Landmark 81 cũng đã chính thức khai trương và tập hợp nhiều thương hiệu cao cấp, trong đó có Lock & Lock. Hiện tại, Lock & Lock Việt Nam tập trung vào 4 dòng sản phẩm chính gồm đồ điện gia dụng, nồi và chảo, hộp nhựa, bình giữ nhiệt và bình nước. Trong đó, đồ điện gia dụng chiếm đến 30%. Lock & Lock nhận được sự ưu ái của khách hàng chính bởi sự đa dạng, chức năng phong phú, mang tới nhiều tiện ích. Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ kinh doanh, Lock & Lock Việt Nam còn tham gia các hoạt động xã hội vì lợi ích cộng đồng như hỗ trợ các trung tâm trẻ khuyết tật, mồ côi và người già neo đơn nhằm cải thiện cơ sở vật chất và sinh hoạt, tài trợ xây dựng lớp học cho trẻ em ở xã Lộ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sau 10 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Lock & Lock đã vinh dự nhận được giải thưởng Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng năm 2015 và trách nhiệm cống hiến xã hội chung tay chia sẻ năm 2014. Trách nhiệm với xã hội là một trong những mối quan tâm hàng đầu, giá trị cốt lõi của Lock & Lock Việt Nam. Những hành động thiết thực với mong muốn chung tay sẻ chia khó khăn, đây cũng là hoạt động giúp gắn kết các thành viên trong ngôi nhà chung Lock & Lock. Chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực, cố gắng này có thể góp phần khởi tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Luôn giữ vững giá trị cốt lõi và quan tâm sâu sắc đến con người và môi trường, tất cả các dòng sản phẩm của Lock & Lock khi đưa đến tay người tiêu dùng không chỉ mang tính tiện dụng cao mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng đến không gian sống tiện nghi, hiện đại. Như mọi người cũng biết đến thương hiệu của Lock & Lock đúng không ạ? Là hàng gia dụng số 1 của thế giới và về mẫu mã thì rất là đa dạng kích cỡ cũng như là màu sắc rất phù hợp với mọi lứa tuổi. Lock & Lock đang không ngừng nỗ lực mang những giá trị thiết thực ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Với mẫu mã đa dạng, tiện lợi và chất lượng,
Các dòng sản phẩm của Lock & Lock hiện đã có mặt tại hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới. Tôi biết đến Lock & Lock khoảng được 5-6 năm nay rồi và rất tin dùng sản phẩm của các thương hiệu này. Hiện tại gia đình tôi đang dùng những các cái thiết bị đồ điện, đồ gia dụng của Lock & Lock. Thế từ khi tôi dùng những cái đồ điện này thì cảm thấy rằng là rất là đỡ được nhiều công. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhu cầu sử dụng đồ gia dụng cao cấp của người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn. Vì vậy, việc lựa chọn các dòng sản phẩm từ thương hiệu uy tín sẽ giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi sử dụng.